Hạnh phúc mỗi ngày là được tận hưởng cuộc sống tiện nghi với Eurolife, sang trọng và tinh tế, chất lượng vượt trội với vật liệu an toàn cho sức khỏe cùng công nghệ mạ 3 lớp tiên tiến. Eurolife tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, bảo hành lên tới 5 năm. Eurolife, cuộc sống châu Âu cho ngôi nhà Việt. Thank you.
Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Euroline xin giới thiệu tới các bạn bộ cây sen tắm cao cấp của Euroline. Và các bạn thấy là đây là đóng gói của cây sen. Riêng đối với các dòng sản phẩm cây sen của Euroline thì chúng tôi luôn luôn đóng gói trong những cái thùng màu được in ấn theo thiết kế của Euroline như vậy. Các bạn thấy là sẽ có đầy đủ chi tiết nha. Đó. Đây. Thùng nó hơi lớn, thế nên là chúng ta xem qua ở đằng này. Đó. Tất cả được đóng gói trong thùng màu như ở trên màn hình chúng ta đã được thấy. Thì tất cả các sản phẩm của Euroline đều có quy chuẩn đóng gói như thế này. Và trong mỗi một hộp của sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành của sản phẩm. Đấy. Tất cả các sản phẩm nóng lạnh của Euroline thì đều đi kèm theo cuốn sách này nha các bạn. Sách hướng dẫn lắp đặt sử dụng và thẻ bảo hành kèm vào trong đây. Thì chúng ta lưu ý là trong mỗi một sản phẩm này thì chúng ta lên đọc kỹ các cái phần ở trong cuốn sách này nha. Thứ nhất là Euroline sẽ giới thiệu với các bạn về công việc được bảo hành này. Đó, các trường hợp không được bảo hành và liên hệ bảo hành như thế nào. Đó. Rồi tiếp theo là phần giới thiệu về thương hiệu Euroline và các chứng chỉ mà Euroline đạt được. Đó, là chúng ta sẽ có đầy đủ chi tiết ở đây. Về phần cấu tạo chung của sản phẩm thì chúng tôi chỉ là mô phỏng một sản phẩm thôi, nhưng mà hầu hết là có cấu tạo chung như vậy. Kế tiếp là phần lắp đặt thì ở đây các bạn nên lưu ý kỹ. Ở đây là Euroline Việt Nam đã lưu ý đặc biệt quan trọng là quý khách phải vệ sinh thật sạch đường ống dẫn nước trước khi lắp đặt và sử dụng nha các bạn. Vấn đề này rất là quan trọng. Thông thường thì các bác thợ khi lắp đặt đó, hiếm khi nào rửa đường ống cho các bạn lắm. Các bác thợ bỏ qua các cái công đoạn đó để tiết kiệm thời gian. Và điều này sẽ dẫn đến vòi chảy yếu và có thể là bị tắc. Lý do là tại sao? Là khi chúng ta thi công á, thì cái đường ống của chúng ta sẽ bị các cái dị vật như là cát, rác rồi các cái vật liệu thi công nó rớt vào. Và khi chúng ta không rửa đường ống á, và chúng ta lắp đặt sản phẩm liền thì rác và cát nó sẽ đi xuống vòi và gây ra cái tình trạng là vòi bị tắc nghẽn, bị yếu, thậm chí là không chảy luôn. Thì các bạn phải lưu ý đặc biệt quan trọng là kêu các bác thợ phải rửa sạch đường ống trước 2 lần hoặc 3 lần bằng cách là gì? Chúng ta đóng tất cả đường ống lại, xả nước và sau đó chúng ta mở tất cả các đầu chờ đường ống ra để cho rác cát và các dị vật trong đường ống đi ra hết. Thì chúng ta lắp đặt sản phẩm nó mới mạnh mẽ và dòng chảy nó mới mạnh được. Và nếu mà khi chúng ta không rửa đó thì khi bị tắc thì chúng ta lại phải tháo vòi ra, rất là mất thời gian. Đấy. Và phần tiếp theo là phần vệ sinh sản phẩm thì Euroline có khuyến cáo các bạn ở đây các cái cách để vệ sinh sản phẩm cho nó đúng cách để giữ sản phẩm sáng bóng theo thời gian. Thông thường thì các bạn không được rửa các cái chất tẩy rửa có tính axit cao bởi vì nó sẽ gây ra lổ và cháy cái lớp xi mạ. Thông thường thì các lớp xi mạ sẽ bị cháy khi chúng ta sử dụng các cái hóa chất có tính axit cao, ví dụ như là nước rửa bồn cầu. Đó. Và khi vệ sinh thì chúng ta phải vệ sinh thật sạch nha các bạn, bằng nước sạch sau khi mà chúng ta vệ sinh. Rồi tiếp theo đó là phần lắp đặt các sản phẩm mà Euroline cung cấp như là lắp đặt cây sen, củ sen, đó, vòi âm tường, vòi lavabo nóng lạnh, vòi rửa chén và vòi lạnh. Đó, và cuối cùng ở cuốn sách này là thẻ bảo hành sản phẩm. Đó, thì khi các bạn mua sản phẩm của Euroline Việt Nam, chúng ta sẽ được điền thông tin vào đây. Đó, và có ngày tháng. Và chúng ta giữ lại cuốn sách này để phục vụ công tác bảo hành. Đó, và chúng ta có thể tham khảo thêm cái cách lắp đặt cũng như là cách vệ sinh sản phẩm sao cho hợp lý nha các bạn. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng xem chi tiết đến sản phẩm này. Xem ở bên trong sản phẩm này có những linh kiện gì nha các bạn. Rồi và đây là đóng gói của sản phẩm cây sen SC919 nha các bạn. Để chúng ta cùng xem chi tiết ở bên trong. Và sản phẩm này khá là nặng và lớn. Tôi mở sẵn rồi và tôi sẽ lấy ra cho các bạn coi. Rồi, sản phẩm khá là lớn đúng không ạ? Tôi bỏ hộp ra. Và chúng ta thấy là một sản phẩm được đóng trong một thùng xốp. Đó, trong một thùng xốp thì chúng ta sẽ thấy có thứ nhất là đài sen.
Tôi bỏ gọn ra đây nhá. Tai sen là một bộ dây và tai sen. Tai sen cho vào đây hơi chặt thế nên là Euroline đóng riêng ra. Đó. Rồi, sách hướng dẫn bảo hành, sử dụng bảo hành như ban đầu tôi đã giới thiệu với các bạn. Tiếp theo là bộ thân của sen nha các bạn. Thân của sen. Và ống dẫn. Rồi. Tiếp theo đó là cái bát. Rồi để tôi lấy ra đây cho dễ lấy cho các bạn coi nha. Đây là phụ kiện đi kèm. Phụ kiện đi kèm. Và cuối cùng sẽ là một bát gắn. Bát này là bát trượt. Đây, bát trượt. Đó, của tai sen. Thì chúng ta sẽ thấy là đây là trọn bộ các sản phẩm, các cái linh kiện của bộ sản phẩm này. Thì chúng ta thấy là sẽ có đài sen này, tai sen, dây sen, thân, linh kiện lắp đặt, bát và ống dẫn. Bây giờ chúng ta cùng xem chi tiết từng linh kiện một nhé. Tôi xin phép bỏ phần này ra để chúng ta xem từng phần một, nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi trước tiên chúng ta xem phần củ sen nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem phần củ sen trước. Thì phần củ sen này bao gồm thân, bao gồm thân củ sen và phần phụ kiện lắp đặt. Thì chúng ta sẽ cùng xem ở đây. Phần thân này. Đây các bạn sẽ thấy là phần thân vòi. Nó cực kỳ là đặc biệt. Tôi sẽ phóng lớn màn hình lên để chúng ta thấy nhé. Rồi. Các bạn sẽ thấy là thân vòi này được thiết kế khác biệt đối với tất cả các dòng sản phẩm khác có ở trên thị trường. Đây là thiết kế mới nhất từ Euroline với van khóa thêmotic, tức là van khóa an toàn dùng cho người già và trẻ nhỏ. Thì chúng ta có thể thấy là đây là sản phẩm rất là khác biệt. Thứ nhất là về chất liệu, sản phẩm này được đúc 100% từ đồng H61 đạt tiêu chuẩn vật liệu của châu Âu. Đó, đồng nguyên khối cực kỳ nặng. Trước nữa chúng ta sẽ cùng xem chi tiết cái trọng lượng của nó để chúng ta thấy là cái củ sen này nó nặng đến mức độ như thế nào. Đồng H61 là một loại vật liệu tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu cho các sản phẩm sen vòi và các thiết bị gia dụng dùng cho ngành nước. Thì các bạn biết là khác với các sản phẩm thông thường ở trên thị trường, bây giờ chúng ta thấy là có rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau bán rất là rẻ ở trên thị trường, thì nó thật sự với các bạn, các sản phẩm đó không phải là đồng H61 đâu, nó chỉ là Atimon thôi. Và các bạn biết là Atimon là một vật liệu rất là nguy hiểm, độc hại và nó rẻ tiền. Chính vì vậy tại sao các sản phẩm bằng Atimon có giá thành rất là rẻ. Bởi vì Atimon khi đúc, người ta phải gia cố thêm rất là nhiều chì để tăng sức bền cơ học và tạo độ dẻo cho vật liệu để đúc được lên hình hài của sản phẩm. Đó, và cũng có thể đánh bóng được. Nếu để không thì Atimon rất là cứng và rỗng, nó sẽ dẫn đến gây rò rỉ nước. Chính vì vậy các bạn thấy là sử dụng các sản phẩm bằng Atimon thì một thời gian van vòi của các bạn bị rò rỉ. Còn đối với sản phẩm mà chất liệu đạt tiêu chuẩn đó, thì sẽ không có tình trạng này. Đấy, thì các bạn cũng biết được là sản phẩm mà rẻ tiền bằng chất liệu độc hại thì chúng ta nên tránh, không nên sử dụng cho gia đình của mình. Còn của Euroline thì chúng tôi cam kết với các bạn, các sản phẩm của Euroline luôn luôn được sản xuất từ những vật liệu đạt tiêu chuẩn của châu Âu về vật liệu. Và về phần thiết kế của sản phẩm này thì các bạn thấy là sản phẩm này được thiết kế hình elip dài, đúng không ạ? Dài, rất là dài. Tôi sẽ đo thử để các bạn thấy là độ dài của nó như thế nào nhé. Đây, độ dài của nó tới khoảng 33 cm. Đó, phần bề ngang thì phần lớn nhất nó chỉ rơi vào tầm độ 9 cm thôi. Đó, được thiết kế rất là dài. Với mặt trên được thiết kế với kính, mặt kính cường lực. Đó, mặt kính cường lực. Và điều đặc biệt ở đây á là dòng cây sen này được sử dụng khóa thêmotic. Các bạn thấy bên đây là khóa lạnh, đúng không ạ? Chúng ta mở chế độ lạnh. Đó, lạnh. Và ở đây chúng ta có thể mở sang chế độ nóng, nhưng mà chỉ được đạt tới 40 độ C thôi. Và khi chúng ta muốn vượt lên quá 40 độ C thì chúng ta phải nhấn nút này.
và xoay. Đó, thì đây là dòng khóa Thematic. Đó, nó an toàn đối với người già và trẻ nhỏ, tức là khi mà không nắm được nguyên lý hoạt động á, thì người ta chỉ dừng được ở nhiệt độ 40 độ C thôi, không cao quá được. Đó, thì đây là một cái loại khóa mà an toàn. Thật ra công nghệ khóa Thematic này thì có từ lâu rồi, không phải là bây giờ mới có, nhưng mà không phải dòng sản phẩm nào cũng được tích hợp. Còn phía bên tay phải này là nút chuyển chế độ ba chức năng sử dụng. Đó, chúng ta để giữa và xoay. Đó, chúng ta có thể xoay 360 độ nhé, chuyển cho chế độ đài sen, tay sen và đầu xả chậu ở phía dưới. Đó, thì đây là đường mà xả lên đài sen kết nối với ống sen, và đây là phần kết nối với dây tay sen, và đây là đầu xả chậu. Ở sản phẩm này thì đầu xả chậu cũng rất đặc biệt, được thiết kế với một khe dài, đúng không ạ? Khi chúng ta xả thì cái khe chảy này sẽ tạo ra một đường nước giống như là thác nước vậy. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó hoàn toàn khác biệt. Phía dưới được thiết kế vát nhọn, đó, rất là xinh. Và thực sự là sản phẩm này có một thiết kế cực kỳ là đặc biệt và cực kỳ là đẹp. Rồi, logo của Euroline thì được bắn laser ở đây. Các bạn thấy là khi bắn laser mà mức độ cái logo của Euroline có chữ màu vàng như vậy. Thật ra là đây là đã bắn vào tới vật liệu của sản phẩm rồi, nó ra màu vàng. Và màu mạ của sản phẩm này là mạ tĩnh điện màu đen nha các bạn, bền bỉ, không bong chóc khi chúng ta sử dụng. Đó, phía đằng sau này thì đầu kết nối với đường nước được đính sẵn hai cái miếng lọc rác ở đây rồi, để tránh rác đi vào thân vòi gây tắc hoặc là yếu vòi. Thì chúng ta thấy là hai miếng lọc này được làm bằng lưới lọc inox tấm nha, rất là chắc chắn, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy nó cực kỳ là chắc chắn. Đó, và đường nước phân biệt nóng lạnh Euroline đã đánh dấu sẵn ở đây để chúng ta đi chuẩn đúng. Đó, thì thiết kế của nó rất là đặc biệt, các bạn có thể thấy. Đó, không thể vặn qua được, trừ khi chúng ta phải nhấn nút này. Đó, để chúng ta vặn qua. Đó, ở bên cạnh này thì sẽ có một tem điện tử của Euroline. Khi các bạn dùng Zalo quét mã QR này thì chúng ta sẽ vào được website của Euroline qua mục bảo hành. Đó, và chúng ta có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm này có từ Euroline Việt Nam ra hay không. Đó, các bạn thấy là van khóa xoay rất là nhẹ nhàng, đúng không? Và thiết kế của nó cực kỳ là bắt mắt. Đó, cực kỳ là bắt mắt. Đây là dòng sản phẩm với thiết kế riêng, độc đáo của Euroline Việt Nam. Chúng tôi cam kết là các bạn không thể nào tìm được một mẫu sản phẩm nào ưng ý, đẹp và có thiết kế lạ như thế này ở ngoài thị trường. Đó, và chúng ta cùng xem trọng lượng của sản phẩm này. Các bạn xem nhé, sản phẩm này thực sự là ấn tượng. Rồi, với một thân củ sen không, các bạn thấy nó có trọng lượng là 2470g, tức là gần 2,5 kg một sản phẩm là cái thân củ sen thôi, là chúng ta thấy là nó đã rất là nặng rồi. Rồi, đi kèm với thân củ sen này sẽ là bộ chân quỳ kết nối. Thì chân quỳ này được thiết kế với inox sub 304. Đây, các bạn thấy inox sub 304 và được CNC ren rất là sắc nét. Một đầu kết nối với đầu chờ của đường nước và đầu này kết nối với thân vòi. Thì đi kèm với nó sẽ là hai lắp chụp bằng inox mạ tĩnh điện màu đen. Đó, phù hợp với thân vòi. Đó, chúng ta thấy là nó được mạ rất là chắc chắn và đẹp, sắc nét, đúng không? Không giống như các dòng sản phẩm khác. Ở đây Euroline gói lại bằng giấy để tránh chảy xước cái lớp xi mạ này khi chúng ta vận chuyển. Rồi kèm nữa là hai gioăng cao su chịu nhiệt đi kèm. Thì đây là bộ củ sen của cây sen SC919 của Euroline nha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem đến các linh kiện khác đi kèm nhé. Rồi, và đây là đài sen, tay sen, dây sen đi kèm với bộ cây sen SC919 của Euroline. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là đài sen và tay sen được thiết kế cực kỳ là đặc biệt, khác với các dòng sản phẩm khác. Các bạn sẽ thấy là đài sen vuông
lớn và đài sen này thực sự rất là nặng, dày, được làm từ chất liệu nhựa ABS và được mạ tĩnh điện màu đen. Đó, tay sen cũng vậy, đài sen rất là lớn và chúng ta sẽ cùng xem dây sen. Đây, dây sen đi kèm. Các bạn sẽ thấy là đài sen được thiết kế lớn với nhiều lỗ chảy khác nhau, đúng không ạ? Rất là nhiều lỗ chảy khác nhau. Đó, xếp thành các hình đồng tông vuông vào đây. Đó, đài sen hình chữ nhật và chúng ta sẽ cùng xem thử về kích thước nha. Kích thước của nó tới 20.8 là chiều ngang và chiều dài lên tới 31.5. Các bạn thấy là đài sen rất là lớn. Đó, và phía sau này các bạn sẽ thấy đây là trục khuỷu để kết nối với ống dẫn của cây sen, và chúng ta có thể thay đổi hướng dòng chảy bằng cách xoay cái đài sen này khi chúng ta sử dụng nha các bạn. Đấy, và phía trong này có một gioăng cao su kèm theo lưới lọc rác ở trong này. Đây. Và phía trên thân của đài sen sẽ được in logo của Euroline kèm theo là một tem điện tử có thể truy xuất nguồn gốc nha các bạn. Thì đây là đài sen. Tay sen được thiết kế vuông. Đó. Thiết kế vuông và theo mẫu của đài sen phía trên, tay sen với 3 chức năng chảy và thay đổi bằng nút nhấn ở đây nha các bạn. Đấy, chúng ta chỉ việc nhấn ở đây thôi để thay đổi chức năng chảy. Logo của Euroline thì được in ra sửa ở đây, kèm theo là một tem điện tử chúng ta có thể truy xuất nguồn gốc. Tay sen dày, vuông, ra. Đó. Chức năng chảy mạnh mẽ. Chúng ta cùng xem đường kính của nó là tới 10.2 và dài tới 13 cm nha các bạn. Đây là tôi đo sơ bộ thôi. Về phần đài sen này thực sự nó cực kỳ là ấn tượng, và chúng ta sẽ cùng xem một cái đài sen thông thường có trọng lượng rất lớn. Các bạn thấy nó lên tới 1.011 gram, tức là khoảng hơn 1 kg. Đó, nó rất là nặng nha các bạn. Đây là dây sen đi kèm chất liệu là nhựa PVC với ruột là cao su EDPM chịu nhiệt và cũng được mạ màu đen. Đầu ống được thiết kế với bát bằng đồng. Đó, và bên trong ti đồng được bấm thủy lực bằng inox 304 và gioăng kèm theo lưới lọc. Đó, thì đây là dây sen dài 150 cm đi kèm. Ở bộ sản phẩm này thì Euroline cung cấp thêm cho các bạn một linh kiện mà ở Việt Nam thì thực sự ra là nhiều người ít dùng, nhưng đối với thị trường châu Âu thì đây là những linh kiện không thể thiếu nha các bạn. Đó. Bởi vì sản phẩm của Euroline sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu và được xuất đi châu Âu cho các dòng sản phẩm này, vì thế nên là các cái linh kiện đi kèm này không thể thiếu. Đây, hai cái linh kiện này là hai cái van giảm áp nha các bạn. Van giảm áp, van này có tác dụng gì? Van này có tác dụng khi mà dòng nước của chúng ta quá mạnh thì van này sẽ hãm dòng nước lại, chỉ đủ để sử dụng thôi, để vừa mức sử dụng. Thì ở thị trường châu Âu đó, những cái linh kiện này để nhằm mục đích tiết kiệm nước là khách hàng luôn luôn đòi hỏi và luôn luôn cần. Đấy. Khi chúng ta sử dụng đó, ví dụ như đầu này chúng ta sẽ lắp vào đầu chờ của tay sen như vậy nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ lắp như thế này. Đó. Và khi nước ra mạnh quá thì van này sẽ tự động đóng lại. Đó, tự động đóng lại. Đây, chúng ta sẽ lắp như vậy. Tôi sẽ lắp thử cho các bạn coi. Đây, chúng ta sẽ lắp như thế này. Đó. Tức là van này sẽ giảm áp cho tay sen để dòng nước không ra quá nhiều, để lãng phí nước khi chúng ta sử dụng. Thì đây là một linh kiện mà ở châu Âu sử dụng, nhưng mà ở Việt Nam thì lại hoàn toàn không sử dụng tới, bởi vì chúng ta gần như là không cần cho cái van này. Và van này thì chúng ta dùng cho đầu của đài sen này, cũng là một van giảm áp để tránh cho đài sen chảy quá mức, quá mạnh. Đó. Thì đây là những linh kiện ở Việt Nam thực sự ra là hầu hết chúng ta chỉ đòi hỏi là sen vòi phải thật là mạnh. Đó. Nhưng tại thị trường châu Âu thì khách hàng người ta lại phải yêu cầu là phải tiết kiệm nước, chỉ đủ dùng thôi. Đó. Thế nên là hai điểm khác nhau. Và
Euroline vẫn cung cấp cái linh kiện này đi kèm cho các bạn. Khi các bạn không cần sử dụng á, chúng ta muốn cho dòng nước chảy mạnh mẽ hơn thì chúng ta bỏ hai phần linh kiện này đi nhé. Nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng khi chúng ta sử dụng cả. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển sang tới phần tổng thể của toàn bộ sản phẩm này như thế nào nhé. Rồi và đây là phần ống và các linh kiện lắp đặt đi kèm theo bộ ống của cây sen nha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là bộ phận này sẽ bao gồm một ống dẫn dài, một bát trượt để gác tay sen, một bát định vị ống thân sen vào trên tường và một bộ ốc vít tắc kê bằng inox 304 kèm theo lục giác ở đây. Ở đây thì Euroline kèm theo các cái gioăng cao su để cho chúng ta dự trữ để có thể thay thế khi cần nha các bạn. Thì trước tiên là về phần ống này thì chúng ta sẽ thấy là ở đây sẽ là cái khớp lối, cái khớp lối của ống nha các bạn. Và đây là khóa, phần khóa để chốt định vị cái ống sen này lại theo cái chiều cao của mình yêu thích. Và phần đây là phần kết nối với phần bát gắn tường này. Đây, tức là khi mà chúng ta đã định vị chắc chắn được rồi thì chúng ta sẽ định vị vào cái bát gắn tường này và siết hai nốc lục giác này để bắt cây sen lại. Đó, và chúng ta cùng xem kết cấu của bộ sản phẩm này. Tôi sẽ mở phần này ra để các bạn coi thử ở phía bên trong nhé. Đây, chúng ta chỉ việc tháo. Ở đây có một ren thì chúng ta xoay tháo phần nắp này ra và chúng ta hoàn toàn có thể rút được ra như thế này. Đó, kéo dài được ra và chúng ta hoàn toàn có thể rút rời được ra. À, và phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy là nó có tới 3 cái gioăng cao su. Và phần ống này bị rò rỉ thì hầu hết là do gioăng cao su này bị chai. Đó, hoặc là khi chúng ta lắp đặt nó bị xô lệch đi, nó sẽ dẫn đến rò rỉ. Thì Euroline cung cấp thêm 3 gioăng cao su ở đây để cho chúng ta có thể thay thế khi cần thiết nha các bạn. Đó, và khi lắp vào thì chúng ta chỉ việc đẩy vào thôi. Đúng không? Đẩy vào bình thường. Đó, và chúng ta lưu ý là chúng ta phải lựa nhé. Chúng ta lựa cái phần này để chúng ta lắp đặt cho nó, đó, cho nó, và chúng ta xoay lại thôi, à, xoay lại thôi, chúng ta xoay chặt lại là được, đó, bởi vì phần chống rò rỉ là phần 3 gioăng cao su làm ở phía bên trong ống, à, tôi vừa cho các bạn coi á, đó là phần chống rò rỉ, thì ở đây các bạn sẽ thấy đây là cái khóa, chúng ta mở rộng ra để kéo lên rút xuống, đó, thì ống này có thể kéo dài hoặc rút ngắn đi. À, và tôi sẽ đo thử để các bạn nắm được sơ bộ về chiều cao, chiều dài của ống này. Tôi sẽ đẩy kịch xuống. Đây là phần ngắn tối thiểu của sản phẩm này. Đó. Nếu mà ngắn nhất thì sẽ là 79cm nha các bạn. Là chiều dài của ống khi kéo vào điểm ngắn nhất. Còn điểm dài nhất, đây, tôi sẽ kéo dài hết có thể rồi để đo cho các bạn. Phần dài, dài nhất có thể. Đây, các bạn sẽ thấy là dài nhất nó tới 115cm. À, tức là 115cm, khoảng 1m1.5. Đó. Tức là khi chúng ta định vị được cái chiều dài mà chúng ta sử dụng hợp lý á, thì chúng ta chỉ việc xoay phần bát này chặt lại thôi, như vậy là hoàn thành. Đó, và cái phần bát gắn này chúng ta chỉ việc nhấn nút này và lồng ghép vào phía bên trong này thôi. Đây các bạn, chúng ta lồng vào trong này. Đây, chúng ta nhấn phần này vào và đưa lên. Đó, và đầu này chúng ta có thể xoay nhá, xoay điều hướng dòng chảy của tay sen khi chúng ta gác lên một cách hoàn toàn bình thường. Thì đây là bộ ống sen đi kèm với cây sen nha các bạn. Đó, thì đây là toàn bộ ống sen rồi. Và bây giờ chúng ta cùng xem chi tiết tổng thể lại của toàn bộ cây sen này xem nó như thế nào nhé. Rồi, và đây là tổng thể của toàn bộ sản phẩm này. Khi các bạn mua sản phẩm LSC919 của Euroline, bộ cây sen với khóa Thematic màu đen của Euroline, thì chúng ta sẽ nhận đầy đủ chi tiết như trên màn hình. Thứ nhất, chúng ta sẽ có một củ sen đi kèm với hai chân quỳ, hai bát tre và hai gioăng cao su để lắp đặt. Thứ hai sẽ là một dây sen và tay sen.
thứ ba sẽ là một đài sen lớn, thứ tư sẽ là một ống dẫn cây sen, một bát trượt, một bát định vị ống cây sen vào tường và linh kiện lắp đặt. Và thứ năm sẽ là một sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành. Như ở trên màn hình, chúng ta sẽ có trọn bộ chi tiết như ở trên màn hình nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ có đầy đủ chi tiết như vậy. Và khi các bạn quan tâm đến sản phẩm này, chúng ta có thể vào website eurolife.com.vn và chúng ta có thể đặt hàng trực tuyến tại website này. Website này là website bán hàng trực tiếp từ công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì Eurolife ship COD toàn quốc đối với tất cả các sản phẩm của mình. Các bạn chỉ việc đặt hàng và Eurolife sẽ ship hàng đến tận nơi. Chúng ta có quyền kiểm tra hàng hóa trước khi chúng ta nhận hàng, xem sản phẩm có đúng thực tế như video hay không, hay như mô tả hay không. Khi chúng ta cảm thấy hài lòng thì chúng ta mới phải thanh toán. Đó, phải nhận hàng và thanh toán. Còn chúng ta không hài lòng thì chúng ta có thể hoàn toàn trả lại hàng. Chúng tôi luôn luôn hy vọng mang tới cho các bạn những cái dòng sản phẩm tốt nhất hiện có ở trên thị trường với những mẫu mã đa dạng, sản phẩm độc đáo mà ở trên thị trường chỉ có Eurolife phát triển. Thì các bạn cũng biết là Eurolife trải qua 13 năm hình thành và phát triển với những sản phẩm mà mang tính ưu việt cho thị trường và đặc biệt là đối với thị trường Việt Nam. Thì các bạn thấy là các dòng sản phẩm của Eurolife được người tiêu dùng đánh giá rất là cao. Đó, từ chất lượng cho đến mẫu mã, cho đến thiết kế sản phẩm cũng như là chế độ hậu mãi, chính sách bảo hành. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm mua sản phẩm này tại hệ thống siêu thị điện máy xanh có ở trên toàn quốc nha các bạn. Đó. Hoặc siêu thị ACE Home Center của Mỹ nằm ở trong các trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc, hoặc siêu thị Kolan của Nhật Bản nằm ở trong các chuỗi siêu thị Aeon Mall có trên toàn quốc. Thì các cái đối tác lớn của Mỹ và Nhật đều đang bán và phân phối sản phẩm của Eurolife Việt Nam. Vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng về chất lượng của Eurolife, đúng không ạ? Hoặc các bạn có thể tìm mua sản phẩm này tại các cửa hàng bán vật liệu xây dựng hay thiết bị vệ sinh thuộc hệ thống phân phối của Eurolife có trên toàn quốc. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm mua được bộ sản phẩm này. Một sản phẩm mà với thiết kế cực kỳ là đặc biệt, với tính năng ưu việt sử dụng ở trong phòng tắm. Các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng để sử dụng sản phẩm này cho gia đình của mình. Điều này là điều Eurolife cam kết. Với thời hạn bảo hành lên tới 5 năm cho bộ sản phẩm này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để chọn cho gia đình của mình rồi, đúng không ạ? Và ngay sau đây thì chúng ta cùng xem sản phẩm này được test thực tế với dòng nước, xem sản phẩm này có công năng và hoạt động như thế nào ở ngay sau đây nha các bạn. Đây các bạn sẽ xem thực tế lắp đặt của cây sen này. Chúng ta sẽ cùng xem chi tiết. Đây là thân. Tay. Và đài sen. Và chúng ta cùng xem chi tiết về chức năng nha. Trước tiên tôi sẽ mở. Các bạn sẽ thấy là dòng nước đây. Đó, rất là mạnh, đúng không? Đài sen rất là mạnh. Đài sen này thì chúng ta có thể xoay theo chiều dọc hay chiều ngang đều được nhé, tùy thích. Đây, và các bạn sẽ thấy là chức năng tiếp theo đó là tay sen. Đây, tay sen. Tay sen này là chế độ thứ nhất, chế độ thứ hai và chế độ thứ ba. Bát này thì chúng ta có thể di chuyển lên xuống này bằng cách nhấn. Đó, nhấn và di chuyển hướng của tay sen. Hướng của tay sen chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển được. Và các bạn thấy là khi chuyển chế độ cho tay sen thì chúng ta chỉ việc nhấn vào đây thôi. Đó, chúng ta sẽ thấy chúng ta chỉ việc nhấn vào thôi, đúng không? Nhấn để thay đổi chức năng. Đó. Và chúng ta cùng xem chức năng tiếp theo thì chúng ta chỉ việc xoay đây thôi. Đây, ta sẽ thấy là chức năng chảy đầu sở chậu thì nó khác hoàn toàn. Đó, dòng chảy nó sẽ tạo thành đường như thế này. Đó, các bạn sẽ thấy là một rãnh dài, đúng không ạ? Và ở đây thì khi chúng ta muốn chuyển
chúng ta muốn tăng nhiệt độ thì chúng ta nhấn vào đây và chúng ta xoay lên. Đó. Thì nó sẽ tăng. Đó. Và chỉnh nhiệt độ lại thì khi tới 40 độ C này, khóa này nó sẽ tự khóa. Đó. Và chúng ta có thể xoay như này. Đó. Để mở độc lạnh. Đó. Và tới đây thì nó dừng lại, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn không thể xoay được nữa. À, phải nhấn thì mới xoay được. Thì đây là tổng thể đó, của sản phẩm này. Khi chúng ta tắt, đúng không ạ? Và tôi sẽ mở lại đài xem để quay tổng thể cho các bạn thấy. Đây, đứng ở góc độ này thì chúng ta sẽ thấy là cây sen chảy rất là mạnh, đúng không ạ? Chảy rất là mạnh. Các bạn có thể thấy là các tia nước chảy đều, mạnh, căng, đúng không ạ? Rồi, với sản phẩm này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để lựa chọn cho gia đình của mình rồi nhé. Chúng ta cùng xem chi tiết về chiều đứng, đúng không ạ? Cái sen cực kỳ là sang trọng và mạnh mẽ, đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo. Eurolife, cuộc sống châu Âu cho ngôi nhà Việt.